Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Tôn sư, người sao rồi? Ây, ta không xong rồi. Các đệ tử đúng là hổ thẹn, ta tưởng là thắng chắc rồi. Sẽ đưa vô thượng vào chỗ chết. Tính sai rồi, e là sẽ liên lụy đến các con. Sư tôn đừng nói vậy, sư tôn đã cống hiến quá nhiều cho thương sinh và thiên hạ. Việc đến nước này, không ai ngăn được vô thượng nữa rồi. Chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên đi. Hãy giữ lấy hạnh phúc còn lại của chúng ta. Không, sư tôn, vẫn có người kháng lại vô thượng. Sao, là ai? Là một con đại yêu, rất nhiều lông, hình dáng đáng sợ, hình như tên là Tôn Ngộ Không. Siêu cấp Kim Cang Đại Quyền. Thì ra là thế, Tôn Ngộ Không. Có năng lực cũng giống như ta, thú vị. Có vẻ như ngang tài ngang sức, sư tôn. Có chuyện này sao? Ơi, đáng để nghiên cứu. Hoàng Mi Não Phật nói không sai. Tôn Ngộ Không, về mức độ nào đó, làm được hiệu quả như vô thượng. Chuyện dùng niệm của người khác, hắn tập hợp niệm của tất cả yêu quái đại đạo. Tiềm lực con khỉ này luôn ngoài dự đoán của ta. Nhưng dù là vậy, có vẻ như vô thượng đang chiếm ưu thế. Lên đi. Mạnh nữa. Mi đấy, đừng ngủ chứ. Lớn tiếng lên, phải để hắn nghe được. Hoàng Mi ngặc, mặc kệ bọn nó. Mau mở lại con mắt thức tỉnh. Thái Tôn. Truyền hình ảnh trận chiến của Tôn Ngộ Không và vô thượng qua đây. Tất cả mọi người đều phải thấy. Tất cả mọi người ở trên đời. Tổ sư thần uy, giết. Đó là tình hình khẩn cấp, tình hình khẩn cấp. Các vị, ta là Hoàng Mi Não Phật. Thời khắc then chốt của thiên hạ đã đến. Yêu quái nổi tiếng Tôn Ngộ Không khiêu chiến với vô thượng tổ sư. Trận chiến này quan hệ đến sổ tay trợ giúp. Sẽ từ đâu đến và sẽ về đi và sẽ đi về đâu. Tình hình này rất là đặc biệt. Thắng thua giữa họ, mỗi người xem chiến đều có sức ảnh hưởng. Rất đơn giản, chỉ cần xem chiến đấu trong lòng chúng ta nghĩ. Chúng ta muốn Tôn Ngộ Không chiến thắng, thì chỉ cần nghĩ đến. Đủ số đông thì sẽ thành sự thật. Ngao Bằng. Là tình huynh muội, ta luôn nhường nhịn. Muội còn không biết sai thì đừng trách ta không... Thì đừng trách ta không nghĩ tình, câm mồm. Ta không còn chịu huynh áp bức, hôm nay phải đứng lên. Này, ta áp bức muội khi nào thế? Chú ý, trận chiến này rất là đặc biệt, mỗi nguyện vọng của mấy người sẽ ảnh hưởng kết quả. Xin mọi người hãy nghĩ đến Tôn Ngộ Không tất thắng, tổ sư tất thắng. Hả? Còn có cách chiến đấu vậy sao? Chưa bao giờ nghe qua. Có thật thế không vậy? Dù sao thì cũng chẳng mất gì cả. Con khỉ, đừng thua. Người thua thì mọi người không còn trái cây mà ăn. Tướng quân, hãy xuống ngựa điều động binh mã, chấn áp bạo dân thức tỉnh. Chỉ cần trừ đi áp bức bạo dân thức tỉnh, dân chúng tự do suy nghĩ của mình, thân tâm là thuộc về chúng ta. Được, vậy hành động theo lời của quốc sư nào. Tôn Ngộ Không, ngươi thấy chưa, thân thể này của ta nhất niệm vĩnh tồn, đánh không chết đâu. Còn ngươi, xem ra không phải, vẫn biết đổ máu. Tập hợp niệm của tất cả yêu quái đại đạo thì sao? Cũng chỉ là yêu quái mà thôi, thấp kém, hạ đẳng. Ruồi bọ có hại chướng mắt. Cút. Chết tiệt, ơi Tôn Ngộ Không. Ngài phải đánh bại vô thượng tổ sư, chúng tôi đã chịu đổi. Chịu đủ sổ tay giúp đỡ rồi, hy vọng của chúng tôi nhờ cả vào ngài. Tôn Ngộ Không, giết hắn đi. Tôn Ngộ Không, để ta kết thúc trò chơi này. Có lẽ ta nên cảm ơn người, người đã cho ta thấy bao nhiêu người thật lòng theo ta, bao nhiêu người khẩu phục tâm không phục. Sau khi giết người, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Tôn Ngộ Không, cố lên. Cả nhà của chúng tôi ủng hộ ngài, nhất định là phải thắng. Tôn Ngộ Không, hãy cứu chúng tôi. Bạo dân giết người khắp lời, ấy đừng giết tôi. Nói, ngươi ủng hộ ai? Tổ sư, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ thắng.
Nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Tổ sư vạn tuế, nhất định sẽ thắng. Lên đi Tôn Ngộ Không, ngàn vạn lần đừng thua. Ai xin lỗi Tôn Ngộ Không, lên nào, thay chậm diệt hắn. Tôn Ngộ Không, đánh bại vô thượng tổ sư đi. Thêm than, mau lên, để nò nộ khí ở trong tâm cổ đại vương bốc cháy hơn nữa. Bọn ta cũng đến giúp, nhân loại cũng gia nhập hay sao, cùng lên nào, có cả long tộc. Yêu khí tăng lên rồi, nhìn kìa, lò đốt cũng biến hình. Lò lộ khí siêu cấp, động lực tạo ra cũng mạnh hơn. Cú vật qua đầu. Tên Tôn Ngộ Không này, sức mạnh đang tăng lên từ từ, việc ủng hộ của hắn ngày một tăng. Tôn Ngộ Không, ngươi không chỉ là người. Ngươi là tập kết sức mạnh kháng lại ta, kết tinh của trật tự hỗn loạn. Như vậy thì tốt, sau khi diệt trừ ngươi, tất cả trở ngại biến mất, mọi thứ sẽ thuận lợi. Thế giới thức tỉnh mới sẽ chính thức giáng lâm, mọi người sẽ sống trong quy luật tuyệt đối. Ngày nào còn Tôn Ngộ Không ta, thế giới thức tỉnh sẽ không đến. Ngươi không cản được ta đâu. Đến đây. Đúng là kích thích, quá kích thích rồi. Lại là Hoàng Mi Não Phật ta đây, báo cáo hiện trường với các vị, tin tức mới nhất hãy nhìn đi, đây là uy lực xung đột của hai người. Mẫu thân mau qua xem, còn đánh nữa sao, đến giờ ăn cơm rồi, đừng ồn hồi hộp quá, ai sẽ thắng nhỉ? Mọi người cũng thấy rồi chứ, sức phá hoại đúng là kinh người, bên đó có khói mù cuốn lên. Có lẽ mọi người đã nhìn thấy rõ, đội ủng hộ Tôn Ngộ Không. Tình hình là cân tài cân sức, nên từng niệm của mọi người đều rất quan trọng. Đại sư huynh, ngàn lần đừng thua. Thắng thua trận này quá quan trọng. Bây giờ đúng là chỉ trông vào Tôn Ngộ Không, hắn mà thua thì cây cỏ, gỗ đá cũng sẽ biến mất. Vô thượng tổ sư bây giờ đang chiếm thượng phong, nhưng Tôn Ngộ Không càng chiến càng dũng. Này này, này mọi người đừng chỉ mãi nhìn. Làm chút việc đi, nào nào nào. Hừm, yêu quái chúng ta có cách làm của yêu quái. Thiên thần tránh ra, đừng hòng chỉ huy bọn ta. Bọn ngươi cũng không muốn Tôn Ngộ Không thất bại. Ta có một kế, nói. Thuật lừa đảo che mắt, chẳng khó gì với yêu quái đúng không? Ông muốn sao? Hoàng Mi, chuẩn bị một số con mắt cho ta. Làm giả. Ông muốn làm gì?